kênh Bếp Của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ và giới thiệu tới các anh chị và các bạn một cái cách làm chả lụa mới nhé. Đó là chả lụa chiên nước mắm. Rất là ngon, màu sắc quá đẹp phải không ạ? Những cái miếng chả lụa nó rất là vàng ươm và nó rất là bóng, nó không có bị khô à. Rất là ngon và cực kỳ đưa cơm, ăn kèm với rau sống và cà muối chua thì tuyệt vời lắm đúng luôn à. Cực kỳ ngon và hấp dẫn. Chả lụa này thì mình mua mình ăn không hết, bỏ tủ lạnh á, thì hôm nay chúng ta sẽ lấy ra chế biến theo kiểu này thì rất là hấp dẫn luôn. Nếu các anh chị cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với kênh Bếp Của Vợ đi ạ. Đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên đó là chả lụa nhá, tỏi băm và ớt băm. Tiếp theo nữa đó là nước mắm. Và không thể thiếu đó là nước tương. Tương ớt Chinsu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt chả lụa ra. Mình cắt ra miếng vừa ăn và chúng ta sẽ xách thành 4 hình tam giác ha. Và các anh chị cũng có thể xách dài cũng được, xách thì tùy thích, mình không có nhất thiết là phải xách giống em nha. Nhưng mà mình làm tam giác thì có vẻ nhìn nó đẹp hơn. Em cắt khoanh ra cỡ khoảng một đốt tay và em chia làm 4 hình tam giác như thế này là vừa ăn rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt lên một cái chảo dầu và khi đợi cho dầu thật là nóng thì chúng ta sẽ cho chả lụa vô nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha cái nước sốt để mình rim. Bây giờ em sẽ cho vô đây 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi tương ớt. Thì tương ớt có tác dụng làm cho cái sốt của mình nó sánh và cái màu đẹp ha. Rồi 1 muỗng canh rưỡi đường. Nếu mà mình ăn nhiều đường á, thì nhiều vị ngọt á, thì mình có thể cho nhiều đường hơn ha. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ đánh tan cái hỗn hợp này ra. Mình có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình mình nhé. Mình có thể nêm cái này rồi mình điều chỉnh theo cái khẩu vị gia đình mình để cho cái gia đình mình ăn cảm thấy ngon hơn. Vì gia đình em ăn thì nhiều lúc thì ăn mặn quá, nhiều lúc thì lại ăn ngọt. Nên là các anh chị làm tiết chế từ từ nhé. Và bây giờ mình sẽ cho ớt và nửa phần tỏi băm vô cái nước sốt này luôn. Rồi chúng ta sẽ đảo đều cái sốt này lên. Khi làm xong cái sốt này thì quay qua dầu của chúng ta đã nóng thì chúng ta sẽ cho chả lụa vô chiên ha. Mình chỉ cần chiên vàng là được. Bây giờ những cái miếng chả lụa của chúng ta đã bắt đầu vàng rồi thì chúng ta sẽ lấy ra ha. Mình chỉ cần vàng như vậy là được nha các anh chị. Mình lấy ra và mình để cho khi mình chiên hết cái số chả lụa cần làm là được. Thì hầu như mọi người mua chả lụa về ăn á thì thường thường mình sẽ ăn không hết một cây chả lụa thì chúng ta sẽ bỏ vô tủ lạnh, mà để trong tủ lạnh hoài thì mình không biết chế biến sao cho nó ngon đó. Thì các anh chị có thể lấy ra làm theo giống kênh Bếp Của Vợ ha, đảm bảo rất là ngon luôn và không có bị nghén đâu.
Rồi, đây là số chả lụa chúng ta cần làm và đã chiên vàng và rất là ngon luôn. Cái này chả lụa này các anh chị chiên vàng và mình làm muối tiêu chanh mình ăn cũng rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ chắt dầu ra và mình để trong cái chảo dầu một muỗng canh rưỡi dầu ăn và mình phi thơm cái tỏi còn lại ha. Rồi khi tỏi đã vàng và thơm thì chúng ta sẽ cho cái sốt đã pha vô. Và khi cái sốt cái pha bỏ vô và nó đã bắt đầu sôi trở lại thì chúng ta sẽ cho chả lụa chiên giòn vô nhé. Cái sốt nó sóng sánh rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chả lụa và chúng ta đảo đều tay và cho tất cả các cái sốt nó thấm đều vô từng cái miếng chả lụa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giảm lửa xuống và để cho cái lửa trung bình. Để khi mà chúng ta rim bằng lửa nhỏ thì đảm bảo tất cả các cái sốt nó sẽ thấm đều vô từng cái miếng chả lụa. Nó giúp cho chả lụa chúng ta nó thơm và thấm đều từ bên trong. Rất là ngon luôn. Đây là một cái bí quyết của em đó. Mình cứ rim lửa nhỏ thì nó đảm bảo được nó thấm từng cái ngóc ngách của cái miếng chả lụa luôn á. Và rất là đều. Tránh trường hợp bị khét nữa mà chưa có thấm mà nó đã bị khét á. Rồi mình cứ rim trên lửa tới khi nào mà nó hết cái sốt đó, đã thấm hết các sốt vô cái miếng chả lụa là được nha các anh chị. Mình có nhìn thấy trong chảo không? Cái bắt đầu các sốt của cái đã bắt đầu rút vô cái miếng chả lụa rồi, nó rất là thơm. Màu sắc lên, bắt đầu lên rất là đẹp phải không ạ? Tại vì có tương ớt đó các anh chị làm tất cả các món rim, món kho mà muốn màu đẹp thì các anh chị cứ cho tương ớt vô thì cái màu nó lên rất là đẹp và ưng ý luôn. Cái màu vàng nâu cực kỳ ngon và hấp dẫn. Tất cả các sốt đã rút hết vô cái miếng chả lụa rồi. Tới đây là thành phẩm của chúng ta đã xong rồi đó các anh chị. Mình chỉ cần đảo thêm một tí nữa đảm bảo tất cả các sốt đã thấm hết vô. Và chúng ta sẽ tắt bếp và mình sẽ múc ra đĩa là xong nha. Nếu mà các anh chị cái muốn ăn cái nó còn hơi nước một tí để mình chấm rau thì các anh chị cũng có thể tắt bếp sớm hơn một tí. Nhưng mà gia đình em ăn thì để cho nó rút hết vô luôn. Mình chỉ ăn miếng chả lụa thôi là thấy ngon rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra đĩa nhé và mời các anh chị và các bạn nhìn thử coi có đủ hấp dẫn để kích thích các anh chị vào bếp chung với kênh bếp của vợ không ạ. Em muốn cho nó khô, thật là khô vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và lấy ra đĩa ạ. Đây là thành phẩm của chúng ta nha. Công lao chúng ta vào bếp từ nãy giờ đã có thành phẩm một cái đĩa rất là hấp dẫn và ăn kèm với rau sống. Cà ghém thì tuyệt vời còn gì bằng. Nếu các anh chị cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với kênh bếp của vợ đi nhé. Và hãy cho kênh bếp của vợ một cái đóng góp tích cực nhất để kênh bếp của vợ ngày càng phát triển hơn. Kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo ạ.